Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Việt Nam Net. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Ukraine đau đớn mất đi phi công huyền thoại giỏi nhất đất nước, bóng ma Kiev. Quyết định gây tranh cãi của Ukraine khiến cho sĩ quan Mỹ phẫn nộ. Lý do khiến nhiều nước từ chối ký tuyên bố chung sau hội nghị hòa bình Ukraine khiến Kiev bẽ mặt. Binh lính Ukraine tử thủ ngày đêm, Nga quyết chiếm làng điểm ở Kharkov. Nga chiến thắng liên hoàn, uy hiếp ra lộ sinh mệnh của Ukraine, dán mặt phương Tây khi vượt qua làn danh đỏ. Lớp mạ vàng của tu viện San Miguel phản chiếu rực rỡ trên quan tài bằng gỗ gụ khi những người đồng đội đưa phi công chiến đấu, trung tá Valentin Korenchuk, một trong những bóng ma Kiev huyền thoại, về nơi an nghỉ cuối cùng. Korenchuk trong quân đội được gọi là người nuôi ong và lái chiếc máy bay chiến đấu MiG-29 thời Liên Xô trong lữ đoàn hàng không chiến thuật số 40. Korenchuk được ca ngợi là phi công giỏi nhất Ukraine và trong một tuyên bố của lực lượng không quân tuần này xác nhận phi công huyền thoại này đã tử trận trên tiền tuyến. Lực lượng không quân cho biết thêm, ngay từ những ngày đầu tiên của cuộc xung đột, Korenchuk đã bắn hạ hàng chục mục tiêu, trong đó có một máy bay ném bom của Nga. Kể từ khi Nga bắt đầu cuộc chiến dịch quân sự đặc biệt tháng 2 năm 2022, mạng xã hội đã sốt sáng theo dõi chiến tích của bóng ma Kiev, một phi công chiến đấu được cho là đã bắn rơi 6 máy bay chiến đấu của Nga. Một loạt video chiếu cảnh các trận không chiến được cho là của cùng một quân át chủ bài. Một bài đăng ngày 25 tháng 2 cho thấy một chiếc máy bay bắn hạ một chiếc máy bay khác và sau đó thực hiện động tác lăn chiến thắng đã được lan truyền rộng rãi, nhưng nhanh chóng bị các phương tiện truyền thông đưa tin là của một đoạn phim trong một trò chơi điện tử. Điều đó không ngăn được một tài khoản xã hội khác chính thức của Ukraine đăng tải nó hai ngày sau đó. Họ gọi anh ấy là bóng ma của Kiev. Tuy nhiên, sau sự ra đi của Tarabaka, vào ngày 13 tháng 3 năm 2022, quân đội đã quyết định dập tắt những đồn đoán và xóa tan huyền thoại. Trên thực tế, quân át chủ bài của bầu trời Ukraine chưa từng tồn tại. Chính sách kéo dài xung đột ở Ukraine của Washington đã đẩy nước này vào tình thế thảm khốc. Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, đại tá nghỉ hưu Douglas McGregor trên mạng xã hội X của mình. Ông viết, người Ukraine đang sống trong địa ngục mà chính của Washington đã tạo ra cho họ. Việc Kiev từ chối giải quyết chính trị cuộc xung đột dưới áp lực từ Mỹ với tư cách là đồng minh chính của nước này đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng nhân khẩu học ở nước này và sự tàn phá trong quân đội. Ngày nay, quân đội Ukraine dựa vào những người đàn ông và trẻ vị thành niên mà quân đội và cảnh sát có thể buộc mặc đồng phục và gửi ra mặt trận khốc liệt trước sự tấn công dữ dội của quân đội Nga. Luật tăng cường huy động quân sự ở Ukraine có hiệu lực từ ngày 18 tháng 5. Văn bản này bắt buộc tất cả những người có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ quân sự phải cập nhật dữ liệu của mình tại cơ quan đăng ký và nhập ngũ trong vòng 60 ngày kể từ ngày có hiệu lực. Để thực hiện điều này, công dân Ukraine cần phải trực tiếp đến cơ quan đăng ký và nhập ngũ quân sự hoặc đăng ký vào tài khoản điện tử của người nhập ngũ. Lệnh triệu tập này sẽ được coi là đã tống đạt ngay cả khi người lính nghĩa vụ chưa tận mắt nhìn thấy. Ngày giao lệnh triệu tập sẽ được coi là ngày mà tài liệu được đóng dấu. Dư luận quy định rằng những người chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ quân sự phải luôn mang theo thẻ căn cước quân sự bên mình và xuất trình theo yêu cầu đầu tiên của nhân viên văn phòng đăng ký, nhập ngũ và cảnh sát. Điều khoản xuất ngũ không được nêu rõ trong văn bản. Quy định này đã được bỏ khỏi văn bản gây phẫn nộ trong một số đại biểu. Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine tại Thụy Sĩ mới đây đã không đáp ứng được mong đợi của Kiev cũng như các đồng minh phương Tây của họ khi nhiều nước từ chối tham dự hoặc ký vào tuyên bố chung sau các chương trình nghị sự. Các chuyên gia quốc tế nhận định rằng việc nhiều nước lớn ở Nam Bán Cầu không ký vào tuyên bố chung sau cuộc hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine ở Thụy Sĩ được cho là đã dội gáo nước lạnh cho cả NATO và Kiev. Thủ tướng Áo cho rằng cách diễn đạt là nguyên nhân chính dẫn tới sự thiếu đồng thuận và tuyên bố chung. Vì việc không đưa ra tuyên bố chung sau cuộc hội nghị rõ ràng chứng tỏ Ukraine đã không đạt được những mục tiêu của họ là giành được sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế trong việc giải quyết xung đột theo hướng các điều kiện của Kiev. Bình luận về việc này, tiến sĩ Arunat Hachenoy, từng làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Nga và Trung Á của Đại học Jawaharlal Nehru ở Ấn Độ, chia sẻ với Sputnik rằng quyết định của Ấn Độ để không ký tuyên bố chung là hội nghị thượng đỉnh hòa bình Thụy Sĩ không có gì đáng ngạc nhiên. Về phía Brazil, vì Nga không được mời, Brazil tham gia cuộc họp đó cũng chẳng ích gì. Đó là lý do tại sao Brazil không ký tuyên bố chung. Tổng thống Brazil Lula da Silva đã không tham dự hội nghị thượng đỉnh Ukraine ở Thụy Sĩ, mà chỉ cử đại diện tham gia với tư cách là quan sát viên. Chuyên gia nghiên cứu quan hệ Saudi-Mỹ giải thích,
Quyết định của Ả Rập Saudi để không ký tuyên bố chung này xuất phát từ ba yếu tố chính. Thứ nhất là Ả Rập Saudi thường đặt mục tiêu duy trì lập trường trung lập để giữ gìn mối quan hệ ngoại giao. Thứ hai, mối quan hệ kinh tế quan trọng của Ả Rập Saudi với Nga, đặc biệt là thông qua OPEC cộng, có thể đã ảnh hưởng đến quyết định của nước này, tránh gây nguy hiểm cho các mối quan hệ này. Cuối cùng, Ả Rập Saudi vốn đặt mục tiêu tập trung vào sự ổn định khu vực và lợi ích chiến lược của mình thay vì hướng vào một cuộc xung đột ở châu Âu. Người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự tỉnh Kharkov Ole Siniabov cho biết, giao tranh trên đường phố vẫn tiếp diễn suốt ngày đêm trong thị trấn Vovchan, điểm nóng chiến sự ở tỉnh Kharkov, nhưng tiền tuyến dọc theo con sông Volcha đã được đảm bảo và ổn định. Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Ukrinform, ông Siniabov đã cho biết, giao tranh trên đường phố đang diễn ra suốt ngày đêm và binh sĩ của chúng tôi tập trung vào việc tiêu diệt tối đa nhân lực và trang thiết bị của quân sự của Nga, họ cũng đang cố gắng nâng cao vị thế chiến thuật của mình. Chúng tôi đang chiến đấu để giành giật từng con phố, từng ngôi nhà. Vị quan chức quân sự Ukraine nói rằng, trong khi cuộc tấn công của Nga ở Vovchan, Kharkov vẫn tiếp diễn, tình hình ở mặt trận Kupiansk cũng thuộc Kharkov cũng không thay đổi. Áp lực của Nga đối với lực lượng Ukraine vẫn rất dữ dội. Theo Kiev Post, Borova nằm cách Kupiansk khoảng 35 km về phía nam và chỉ cách tiền tuyến ở tỉnh Lugansk khoảng 20 km về phía tây. Trong một bài đăng trên Telegram, Lữ đoàn xung kích số 3 cho biết, lực lượng Moscow đang sử dụng xe tăng, máy bay không người lái và góc nhìn đầu tiên FPV và tên lửa phòng không trong nỗ lực tiến quân. Lữ đoàn xung kích số 3 cho hay, tiền tuyến ở tỉnh Kharkov giáp với tỉnh Lugansk hiện nay là một trong những khu vực tấn công dữ dội nhất của đối phương. Nhiệm vụ trước mắt của người Nga là tiếp cận với các ngôi làng Chenyeshchina và Pesochavneve, sau đó chiếm giữ Borova. Theo các nhà phân tích hiện tại, tuyến phòng thủ dài trên mặt trận này do lữ đoàn xung kích số 3 của Ukraine chấn giữ. Tuy nhiên, tương quan lực lượng giữa hai bên không tương xứng, quân đội Nga đông hơn lực lượng Ukraine nhờ tăng cường các đơn vị bổ sung và đang tiến hành các hoạt động tấn công dữ dội dọc theo toàn bộ chiến tuyến. Theo một đánh giá mới, những thắng lợi liên tiếp gần đây đã giúp lực lượng Nga ngày càng uy hiếp, gây nguy hiểm cho xa lộ sinh mệnh, một trong những tuyến đường tiếp tế chính trọng yếu của Kiev cho quân đội đang chiến đấu ở Donbass của họ. Khi Nga tiếp tục giành được những thắng lợi nhỏ, ổn định ở mặt trận phía đông Ukraine, Bộ Quốc phòng Anh hôm thứ Ba cảnh báo Moscow đang uy hiếp một trong những tuyến đường tiếp tế chính trọng yếu của Kiev ở Donbass, miền đông Ukraine. Đánh giá vào hôm 18 tháng 6 của Bộ Quốc phòng Anh lưu ý, quân đội Nga đã có thể chiếm giữ được Novo Alexandrovka, một ngôi làng chỉ cách thành phố Avdiivka của Ukraine do Moscow kiểm soát hơn 22 km. Theo phía Nga, việc kiểm soát ngôi làng này cho phép họ tiến gần hơn tới việc đe dọa tuyến đường T-0504, một trong những tuyến đường tiếp tế chính trọng yếu cho lực lượng Ukraine ở xa hơn về phía đông. Nga tuyên bố giành được quyền kiểm soát thành trì Avdiivka gần thành phố Donetsk, thủ phủ của tỉnh cùng tên do Nga kiểm soát vào tháng 2 năm 2024. Đây là chiến thắng quan trọng nhất đối với Nga ở Donetsk kể từ khi chiếm được Bakhmut, một thành phố cũng thuộc tỉnh Donetsk ở phía đông Avdiivka vào tháng 5 năm 2023. Ở một diễn biến khác, cựu trợ lý Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng việc NATO phê chuẩn các đòn tấn công vào lãnh thổ Nga dường như đã vượt qua làn ranh đỏ nguy hiểm. Cựu trợ lý Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Stephen Bryan đã nhận xét trong bài viết dành cho tờ Weapons của Strategy, phương Tây đã vượt qua làn ranh đỏ trong cuộc xung đột ở Ukraine. Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các siêu cường quốc, xung đột ủy nhiệm và các xung đột khác, sự kiện khủng hoảng của tên lửa Cuba không phải là xung đột ủy nhiệm mà là cuộc đối đầu trực tiếp giữa Mỹ và Liên Xô. Việc NATO phê chuẩn các đòn tấn công vào lãnh thổ Nga dường như đã vượt qua làn ranh đỏ nguy hiểm. Trong cuộc gặp đại diện truyền thông ở San Petersburg, gần đây Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố rằng Moscow có thể đáp trả một cách bất cân xứng với việc cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine. Nguyên thủ quốc gia nói thêm rằng Nga sẽ xem xét khả năng cung cấp vũ khí của mình cho những khu vực có thể thực hiện đòn tấn công nhằm vào những chủ thể nhạy cảm của các quốc gia cung cấp tên lửa cho Kiev. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.